Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 29 tháng 5 năm 2021, Sở Giao thông vận tại tỉnh đã có thông báo số 2.492 về việc thực hiện khai báo y tế đối với hành khách đi trên chuyến xe buýt từ thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là bến xe chợ lớn về Long An, cụ thể là bến xe Long An. Cụ thể như sau. Xe số 62B 01250 xuất phát tại bến xe chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh lúc 14 giờ 45 phút về bến xe Long An lúc 16 giờ 20 phút ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xe số 51B 24995 xuất phát tại bến xe chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ về bến xe Long An lúc 16 giờ 40 phút ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xe số 51B 26984 xuất phát tại bến xe chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ 30 phút về bến xe Long An lúc 17 giờ 10 phút ngày 26 tháng 5 năm 2021. Do khoảng thời gian nêu trên có một hành khách là bệnh nhân 6731 đi trên tuyến xe buýt từ chợ lớn về Tân An, không nhớ rõ biển số xe. Do đó, Sở Giao thông vận tải Long An thông báo đến các hành khách đi trên chuyến xe vào các khoảng thời gian nêu trên, nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ kịp thời trong phòng chống COVID-19.